thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 3 được mang tên Bí mật của chàng. Đến với vòng này thì chúng ta sẽ được khám phá chiếc điện thoại của hai chàng trai. Trời ơi, em rất chụp dễ thương. Em sao hả? Không chụp giống như con mèo này luôn, là nguyên cái hình body. Tấm này là em bị bạn em chụp lén lúc mà em đang đi trên tháp treo để lên trên đỉnh Bà Nà. Em chụp đi chụp hình cưới á. Rồi đây, hình nghệ thuật là đây, xin trân trọng giới thiệu. Quá, ạt quá. Đồ ăn mà cũng thành vậy đây. Luôn á. Rất đẹp. Sống kiểu nước ngoài cho thấy đồ ăn cái kiểu nước ngoài không? Ui, chỗ này ở đâu đẹp dữ vậy Hoàng? Cái đó là ở núi Bhutan của Úc. Đẹp quá. Đúng là dân photo chụp hình đẹp quá. Nhất là về ánh sáng với bố cục á, tuyệt vời. Cái này ở đâu em? Cái này hả? Trên đường em đi phượt xe máy từ Sài Gòn ra ngoài Đà Nẵng hả? Ở biển nào? Không nhớ, em đi trên đường giữa chừng thì em thấy đẹp em dừng lại em chụp hình thôi. Đẹp quá. Đây là em hả? Dạ, em hình lúc mà mới đi du học về. Hồi xưa. Ủa sao giờ em khác vậy? Dạ, em mới tăng lên đâu đó 12kg sau khi về Việt Nam. Nhà trong hẻm nè, đây chính là cái kinh concept của bạn đã sắp tới. À, nhà trong hẻm. Hết. Rồi, chị có muốn coi gì nữa khác không? Tin nhắn. Tin nhắn hả? Sao chị quan tâm với chuyện tin nhắn của tao vậy? Chị tò mò. 272 tin nhắn. Tin đừng nào. Trời ơi, đòi đại không. Mommy, con không ăn sáng à? Vì sao mà bạn không ăn sáng tới mức độ mà mẹ của bạn phải theo dõi và nhắn tin cho bạn hả? Lúc đó thì hình như là em đi làm khuya về cái xong em ngủ quên. Trời ơi, quá trời bố thức. 4:30 sáng. Sao em thức cái giờ nó... Đi chụp hình mà. Đi chụp hình. Bạn có tập ngủ nướng đúng không? Dạ, em thiệt là em muốn khoảng 8 giờ dậy thì em phải đặt báo thức từ lúc 4:30. Trời ơi, sao mà xa dữ vậy? Tại vì em cũng giống vậy á, phải đặt cách nhau 10 phút, 15 phút, 10 phút, 15 phút. Tại vì nhiều khi mình dậy không nổi á, mình phải chờ cho nó báo. Có nhiều khi mình bị mệt quá, mình về mình ngủ mê quá, nó báo một cái mình tắt cái mình ngủ luôn, cái mình quên công việc. Nè, thì kinh nghiệm, đừng bao giờ để cái báo thức gần mình. Em hãy để cái báo thức thật là xa mình, đúng, thật là to sáng. Xong mình phải bò ra đó, mình lấy, mình bò chở vô, cái là nó qua giấc. Chứ để gần mình tắt là chết. Để thật xa. Trình ơi, tại sao mà em gắn miếng thiết nào vô bụng em được 6 múi vậy? Dạ. Bên Thái Lan có giải phẫu bụng bò thiệt miếng thiết á, bụng thiệt của em á. Đắp mặt nạ hả em? Dạ, hình này em mới đi facial lúc chưa. Dạ. Một ngày là đắp, một tuần là đắp bao nhiêu lần em? Tại em mới đi cái chương trình thực tế ở Phan Thiết về nên là cái da nó hơi đen cho nên là hơi xấu. Và hôm nay thì tới chương trình này thì em cũng có chuẩn bị chút xíu là đi tút lại vẻ đẹp trai chút xíu. Trời ơi. Ai vậy em, vợ con em hả? Hai bạn này trong nhóm từ thiện của em mới đi hôm bữa ở Tây Ninh. Đồ ăn nữa. Bạn đang đi đây là đi từ thiện hả? Bánh tráng. Đúng rồi, đang đi từ thiện ở Tây Ninh, một cái trường ở vùng biên giới rất là nghèo. Các bạn trẻ còn rất là thiếu thốn. Dễ thương ha. Em cắt tóc hả? Dạ, em với cùng một người anh nữa có cắt tóc trong chương trình này. Em thì ủi thôi, còn anh kia thì mới là cắt chính, em cắt phụ thôi. Dễ thương ha. Rồi ăn cái món nó cũng tốt cho cơ thể. Rồi coi giờ báo thức đi, coi có thức bằng với anh kia không? 4:45. 4:45, 6 giờ, 7 giờ 31. Ủa sao có lẻ cái số 1 vậy? Chắc bấm lộn á. Cho đẹp, số đẹp, không thích 30, thích 31. Có khi có những giờ em đi quay giờ đó phải thức. Là đúng 7 giờ 31 phút là vậy? Tại số 30 kế 31 là cưng bấm lộn phải không? 13 giờ 30 là em ngủ trưa phải không em? Dạ đúng rồi. Dạ, mình cũng muốn xem gì nữa không ạ? Xong rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho hai bạn nữ khám phá chiếc điện thoại của hai chàng trai. Các bạn thân mến, hiện tại thì hai cô gái bên trong đang theo dõi điện thoại của hai chàng trai ở đây để xem là hai chàng trai như thế nào thông qua chiếc điện thoại của mình. Nhưng trước đó thì chúng ta sẽ phỏng vấn tí xíu nhẹ nha. Rồi anh Trình, nghe đồn đâu anh có đăng ký với chương trình rằng là hồi trước đây anh có quen một cô nữ mà không phải người Việt Nam, là người nước ngoài. Thế thì tại sao anh lại quen người nước ngoài mà không phải là người Việt Nam? Cái đó thì anh cũng không biết nữa. Có thể là giống cái duyên của mình gặp mà người bạn đó. Thì là
có bạn gái đó là người Hàn Quốc. Mình với bạn đó thì quen nhau được 2 năm. Cái lý do mà hai người không còn quen là bởi vì mẹ của bạn đó bên Hàn Quốc bị bệnh và không có người chăm sóc. Và phải hai chị em người đó phải về nước để chăm sóc, phụ gia đình để chăm sóc cho mẹ. Lúc về thì hai bên còn liên lạc. Sau đó thì là em thấy nó bất tiện quá. Với lại bạn đó cũng lớn hơn em 2 tuổi nữa. Cho nên là em quyết định là mình sẽ giải phóng cho hai bên được sẽ thoải mái hơn. Vậy thì còn Hoàng? Đối với Hoàng thì mối tình ấn tượng nhất của Hoàng là mối tình 5 năm. Wow. Thì hai đứa mình là một đứa sinh năm 91 và một đứa sinh năm 92 thì học chung trường cấp 3. Nhưng mà sau đâu đó khoảng 2-3 năm sau thì vô tình gặp nhau lại trên Facebook. Thì mới thôi cũng quen biết nhau, rủ nhau đi cà phê coi như giữ liên lạc này nọ. Thì khi mà mình tới mình gặp cô bé đó thì kiểu mà trời ơi, sao mà đúng cái style, đúng cái gu của mình thích. Thế là mình chủ động mình làm quen luôn. Là mối tình của mình thì diễn ra rất là suôn sẻ trong 3-4 năm đầu. Nhưng mà tới khi mà mình quen tới một cái ngưỡng nào đó, mình cảm thấy là bắt đầu có những mâu thuẫn trong cuộc sống. Rồi chuyện này chuyện nọ nó cứ tích tích dồn dồn. Thì đến khi mà một cái người mà ít thổ lộ, ít chia sẻ như Hoàng á, thì kiểu giống như một trái bom nổ chậm á, đến khi một ngày nó tích quá lớn, nó nổ ra một cái, thì câu chuyện nó tan vỡ. Và hy vọng rằng là bạn sẽ có được những cái duyên mới trong tương lai. Và ngày hôm nay chúc cho cả hai chàng trai của chúng ta sẽ có được cái duyên mới và thật là bền chặt ở trong tương lai mà thôi nha. Trước khi đến với quyết định cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với ít phút quảng cáo. Quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với tần số tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta chỉ còn chờ đợi bước cuối cùng nữa mà thôi. Đó chính là sự quyết định của hai cô gái, để xem chúng ta có share duyên được cho hai cặp đôi trong chương trình tuần này hay không. Ngay bây giờ xin mời hai chàng trai chúng ta lên sân khấu ạ. À, đi ra nào. Xin mời. Đầu tà số 1, đầu tàm đây số 4 đúng không? Xin mời bạn qua đây. Rồi, số 1 qua đây. Xin mời chị Hương. Chị nghĩ là một cái câu câu gì ta? Một cái câu thả thính như thế nào mà để cho các bạn nữ của tôi đằng sau đó chọn các bạn. Là các bạn nữ của tôi là công việc ổn định, bạn nào cũng chững chạc để bước vào cuộc sống hôn nhân. Và các bạn tới đây ngày hôm nay như lời mở màn tôi nói là tôi cũng mong các bạn là thành gia lập thất. Cho nên là các bạn đã sẵn, các bạn nữ rồi, ai cũng nấu ăn giỏi, ai cũng có nghề nghiệp đàng hoàng trong xã hội. Vậy thì giờ còn gì nữa, và hai bạn bước ra tôi đều thấy xinh xắn dễ thương cả. Bây giờ tôi nghĩ chắc là Hoàng đi ha. Em phải nói một cái câu gì đó để cho bạn một lần nữa trong vòng 10 giây phải gọi cho Hoàng. Anh biết là em đi làm trong công việc rất có nhiều khó khăn trong công việc. Thì không sao, cứ mỗi tối về anh sẽ nấu một bữa cơm thật ngon, thật đầy đủ, và chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong công việc lẫn nhau. Anh xin hết. Nghe như trong cổ tích vậy ha. Mà đàng hoàng lắm. Anh xin hết nữa. Hoàng đẹp trai mà còn dễ thương. Chị đừng có hốt nha. Có đây rồi đó. Chị đang chúc mừng cho ông Hoàng. Dạ. Bên đây thì rất ngọt ngào bằng những bữa ăn sau khi đi làm về nhà. Còn bên kia thì sao? Xin mời anh Trình. Chào em. Anh nghĩ công việc của em cũng ngồi nhiều và rất là đau lưng. Cho nên là anh là một huấn luyện viên gym. Thì là ngồi anh có thể là một chế độ dinh dưỡng tốt cho em. Ngồi ra anh cũng có thể đấm lưng hoặc massage cho em ạ. Còn gì nữa hả Hương? Còn gì để nói? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Chúng ta sẽ dành 10 giây để bạn nữ đưa ra quyết định của mình.
và 10 giây bắt đầu. Từ từ, sống nó yếu thì đừng lo. Rồi rồi, kia tới. Rồi rồi, kia tới. Rồi rồi, kia. Rồi rồi. Nghe đi, nghe đi. Rồi rồi. Biết đâu được, chủ nợ rồi. Alo, chào em. Anh có thể quay lại được không? Ok, để anh xíu ha. Chờ xíu nữa chứ. Chờ xíu. Quay lại còn phải chờ xíu nữa. Chờ anh. Wow. Có hai bạn đến với nhau. Họ nắm tay liền luôn. Và... cảm giác của anh Trình lúc này như thế nào? À, bạn rất là dễ thương và không không khác với lại cái lúc đầu anh suy đoán lắm. Dễ thương bạn mà ngoài... không nắm tay, dễ thương mà không nắm tay ha. Bạn ngoài em còn nắm rất là dễ thương. Đi. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Chặt chặt với bạn đâu? Con bạn, bạn nữ. Đằng trước có phải đúng như chị nói 11 trên 11 không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Còn hơn là... mong đợi của em ạ. Mong đợi đúng không? Quá chuẩn rồi, dạ. Còn gì nữa? Mỗi người sẽ có cái cơ hội như nhau. Sự quyết định là của riêng mình. 10 giây tích tắc lắm. Chúc em may mắn nha. 10 giây đang trôi qua. Em có quyết định hay không? Gói đồ! Yeah! Nếu như mà anh thấy em là một nửa của cuộc đời anh mà anh tìm kiếm bao lâu nay thì anh hãy quay lại. Suy nghĩ thật. Ngại ngùng làm chi? Nắm tay đi Hoàng. Nắm tay. Sao em? Thì sao? Đó. Đó. Thật sự ra là người ta rất là từ tốn bình tĩnh chứ không có vội vã. Thôi đi lên. Hát cỡ để dành đi, để dành lời tối nay nói chuyện sau. Hai em là nâng nó và hãy giữ là trái tim của mình đừng có vỡ. Và chị mong muốn là tụi em sẽ để lên cái kệ trong ngày cưới của tụi em. Cảm ơn chị Hương. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng là thông qua tần số tình yêu thì các cặp đôi của chúng ta sẽ tìm được nửa kia của mình và sẽ luôn luôn hạnh phúc. Còn quý vị khán giả cũng sẽ đồng cảm được điều này. Đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:40 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Rất mong quý vị khán giả hãy yêu thương chương trình tần số tình yêu. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bạn nữ tham gia chương trình ngày hôm nay rất xinh đẹp, xin mời. Wow, nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu. Chào hai bạn. Hai bạn có thể tự giới thiệu về mình, mời bạn. Dạ em chào bạn cố vấn ạ. Em là cùng với